Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 từ 12 trang 123-124. Luyện từ và câu, tính từ. Một La Mã nhận xét. Một nhỏ đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào? A. Tờ giấy này trắng. B. Tờ giấy này trăng trắng. C. Tờ giấy này trắng tinh. Thì các em thấy ở đây các em sẽ so sánh giữa các mức độ trắng là trắng, trăng trắng và trắng tinh. Thì các em sẽ thấy được đặc điểm của các sự vật miêu tả trong những câu khác nhau như thế nào. Thì các em thấy ở đây đầu tiên là tờ giấy này trắng. Thì các em thấy đó là trắng ở cái mức độ như thế nào? Ở mức độ rất là bình thường. Rồi. Tờ giấy này trăng trắng, tức là ở mức độ hơi trắng. Như vậy thì trăng trắng tức là hơi trắng, như vậy là ở mức độ đó là trắng ít. Còn tiếp theo, tờ giấy này trắng tinh, tức là ở mức độ là rất trắng, trắng tinh luôn. Đó, như vậy thì ở ba câu này, cái đặc điểm của các sự vật thì được miêu tả ở những cái mức độ khác nhau. Đầu tiên là mức độ bình thường, mức độ ít và mức độ rất là trắng luôn. Như vậy ở câu số 1 các em sẽ trình bày như sau. A là đặc điểm của sự vật được miêu tả ở trong câu A là mức độ bình thường. Câu B là mức độ trắng ít. Câu C là mức độ là rất là trắng. Rồi tiếp tục câu số 2. Trong các câu dưới đây, ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng những cách nào? A. Tờ giấy này rất trắng. B. Tờ giấy này trắng hơn. C. Tờ giấy này trắng nhất. Như vậy các em sẽ tìm những từ chỉ mức độ trong câu. Thì các em thấy ở câu A, tờ giấy này rất trắng. Như vậy cái từ rất này, đó là cái từ chỉ mức độ là rất. Rất là đứng trước cái từ trắng. Nên cái việc này nó làm cho cái tờ giấy trắng hơn cái mức độ bình thường nếu như chúng ta thêm cái từ trắng này vào trước từ rất này, đứng trước cái từ trắng thì sẽ cho thấy cái tờ giấy này nó trắng hơn mức độ bình thường. Rồi tiếp theo câu B, tờ giấy này trắng hơn, là các em thấy cái từ hơn ở đây thêm vào sau cái từ trắng, tính từ trắng ở đây thì để tạo cái sự so sánh thôi, sự so sánh hơn mức độ bình thường. Đó, như vậy thì ở cái từ hơn này, ở câu B này, cái mức độ của nó là tạo nên cái sự so sánh trắng hơn cái mức độ bình thường. Tiếp theo câu C, tờ giấy này trắng nhất, thì cái từ nhất ở đây được thêm vào sau cái từ trắng, tính từ trắng này, thì tạo nên cái sự so sánh ở cái mức độ là cao nhất, tức là trắng nhất. Như vậy, các em sẽ trình bày ý nghĩa mức độ được thể hiện đó là ở câu A. Thêm cái từ rất này vào trước từ trắng thì cho thấy cái tờ giấy trắng hơn cái số mức bình thường. Còn ở câu B, từ hơn vào sau tính từ trắng thì tạo thành cái sự so sánh trắng hơn ở mức độ bình thường. Ở câu C, từ nhất vào sau cái từ trắng đã tạo nên cái sự so sánh ở cái mức độ là cao nhất. Rồi tiếp theo, hai La Mã ghi nhớ có một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm tính chất như sau. Một, tạo ra các từ ghép hoặc từ lấy với cái tính từ đã cho. Hai, thêm các từ rất, quá, lắm vào trước hoặc sau tính từ. Ba, tạo ra phép so sánh. Ba La Mã luyện tập. Một nhỏ, tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm tính chất được in nghiêng trong đoạn văn sau. Hoa cà phê thơm đậm và ngọt nên mùi hương thường theo gió bay đi rất xa. Nhà thơ Xuân Diệu chỉ một lần đến đây ngắm nhìn vẻ đẹp của cà phê đã phải thốt lên: hoa cà phê thơm lắm em ơi, hoa cùng một điệu với hoa nhài.
Trong ngà trắng ngọc xinh và sáng, như miệng em cười đâu đây thôi. Mỗi mùa xuân, Đắk Lắk lại khoác lên mình một màu trắng ngà, ngọc và tỏa ra cái mùi hương ngen ngén khiến đất trời trong những ngày xuân đẹp hơn, lộng lẫy hơn và tinh khiết hơn, theo Thu Hòa. Thì ở đây, hoa cà phê thơm đậm và ngọt, nên mùi hương thường theo gió bay, đi rất xa. Thì các em thấy ở câu số 1 này là đề bài yêu cầu chúng ta là tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm tính chất là những từ in nghiêng trong động văn. Thì các em thấy những cái từ biểu thị ở mức độ biểu thị mức độ của đặc điểm tính chất trong cái động văn trên, đây là những cái từ, đó là từ đậm nè, rồi từ ngọt nè, rồi từ rất và từ lắm, rồi ngà, rồi ngọc, rồi tiếp theo nữa là ngà ngọc hơn. Đó, thì các em thấy những cái từ biểu thị cái mức độ đặc điểm của tính chất trong động văn, đó là những từ đậm, ngọt, rất, lắm, ngà, ngọc hơn. Rồi tiếp theo câu 2, hãy tìm những từ ngữ miêu tả ở mức độ khác nhau của các đặc điểm sau: tỏ, cao, vui. Thì các em hãy chú ý. Tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm. Thì các em hãy thử tìm bằng các cách sau là tạo từ ghép. Cái từ lực tạo từ ghép từ lấy với các từ đã cho ở đây. Đó, thì các em sẽ tạo từ các từ ghép từ lấy với những từ đã cho ở đây. Rồi thêm vào các từ như là rất, quá, lắm vào trước những cái trước hoặc là sau những cái từ đã cho ở đây. Rồi sau đó các em sẽ tiếp tục tạo ra các phép so sánh. Đó, thì ở đây các em sẽ trả lời như sau: những cái từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm. Đầu tiên là đỏ. Cách 1. Tạo từ ghép từ lấy với cái tính từ đỏ. Đo đỏ, đỏ rực, đỏ hồng, đỏ chót, đỏ chói, đỏ chét, đỏ sậm, đỏ tía, đỏ thắm, đỏ hỏng. Cách 2 là thêm các từ rất, quá, lắm vào trước hoặc sau đỏ, như là rất đỏ, đỏ lắm, đỏ quá, quá đỏ, cực đỏ, đỏ vô cùng. Cách 3 là tạo ra phép so sánh là đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ như son, đỏ hơn son. Rồi tiếp theo từ cao. Cách 1 là tạo từ ghép từ lấy với tính từ cao là cao cao, vun vút, cao vút, cao chót vót, cao vời vợi. Cách 2 là thêm các từ rất, lắm, quá vào trước hoặc sau từ cao là rất cao, cao quá, cao lắm. Rồi cách 3 là tạo ra phép so sánh là cao hơn, cao nhất, cao như núi, cao hơn núi. Tiếp tục tương tự từ vui. Ở cách 1 là vui vui, vui vẻ, vui sướng, sướng vui, mừng vui, vui mừng. Cách 2 là rất vui, vui quá, vui lắm. Cách 3 là vui hơn, vui nhất, vui như Tết, vui hơn Tết. Rồi tiếp theo câu 3 nhỏ. Đặt câu với mỗi từ ngữ em đã vừa tìm được ở bài tập 2. Thì ở bài tập 2 có từ đỏ, từ cao và từ vui. Thì các em sẽ đặt câu như sau. Câu A, từ đỏ. Hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. B, ngọn núi cao chót vót. C, hôm nay quả là vui như Tết. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4.
Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.